Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Chiều nay, huyện Ân Thi tổ chức chi trả đợt đầu tiền đền bù thu hồi đất làm đường Tân Phúc - Võng Phan. Đây là buổi chi trả đợt đầu cho các hộ dân xã Tân Phúc có đất thu hồi làm đường Tân Phúc - Võng Phan với số tiền khoảng 21 tỷ đồng. Đường Tân Phúc - Võng Phan đi qua 7 xã của huyện Ân Thi là Tân Phúc, Hoàng Hoa Thám, Văn Duệ, Nguyễn Trãi, Đa Lộc, Tiền Phong và Hạ Lễ với chiều dài gần 14 km. Ước tổng số tiền chi trả cho đền bù thu hồi đất trên 160 tỷ đồng. Như làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tạo đồng thuận trong nhân dân, đến nay huyện đã hoàn thành phương án đền bù chi trả của 5 trên 7 xã vượt tiến độ tỉnh giao cho địa phương. Sau buổi chi trả đền bù tại xã Tân Phúc, trong những ngày tới, huyện Ân Thi sẽ tiếp tục chi trả tại các xã còn lại. Thì dự kiến đến 30 tháng 11 năm 2023 thì chúng tôi chi trả được thấp nhất là từ 80 đến 90% các hộ dân có diện tích đất nông nghiệp đi qua.